Thưa quý vị, căng thẳng chính trị và an ninh tại Sudan vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của thế giới. Nhiều cuộc họp khẩn đã được tiến hành với lời kêu gọi các bên Sudan trở lại bàn đàm phán để thu hẹp bất đồng và đặc biệt là về việc sát nhập các lực lượng hỗ trợ nhanh vào quân đội Sudan. Hiện tại quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh tại Sudan đã đồng ý với đề xuất của Liên hợp quốc về việc mở một hành lang nhân đạo cho các trường hợp khẩn cấp 3 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên thỏa thuận này vẫn rất mong manh khi cả hai bên đều bảo lưu quyền đáp trả nếu bên còn lại vi phạm. Liên minh châu Phi, Liên đoàn Ả Rập đã nhóm họp khẩn và kêu gọi các bên tại Sudan trở lại bàn đối thoại. Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và cả các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga cũng đã kêu gọi các bên Sudan cần phải chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Giao tranh đã khiến 100 người dân thường thiệt mạng. Hàn Quốc và Nhật Bản vừa nối lại các cuộc họp tham vấn chính sách ngoại giao quốc phòng sau 5 năm tạm dừng, động thái trên cho thấy mối quan hệ song phương Hàn-Nhật đang dần tan băng. Cuộc họp tham vấn chính sách diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí thúc đẩy hàn gắn các mối quan hệ bị dạn nứt do tranh chấp lịch sử và tăng cường hợp tác an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Trong phiên họp lần này, thì hai bên đã chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh ở Đông Bắc Á, bán đảo Triều Tiên cũng như chính sách quốc phòng và an ninh của mỗi bên. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo vào tháng trước, lãnh đạo của hai nước đã nhất trí nối lại nhiều kênh đối thoại của chính phủ vốn đã bị đình chỉ do những tranh chấp lịch sử bắt nguồn từ việc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910 đến 1945. Không nằm ngoài dự đoán của Liên hợp quốc, Ấn Độ đã chính thức vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới vào ngày 14 tháng 4 vừa qua. Dân số của Ấn Độ và Trung Quốc đều ở mức trên 1,4 tỷ người. Trung Quốc đã giữ vị trí quốc gia đông dân nhất thế giới kể từ năm 1950. Ấn Độ tăng thêm trung bình khoảng 36.470 người mỗi ngày, trong khi dân số Trung Quốc giảm còn khoảng 983 người mỗi ngày việc tăng trưởng dân số được duy trì là một trong những lợi thế của Ấn Độ khi có được nguồn nhân lực dồi dào trong dài hạn. Tuy nhiên, đây lại là áp lực vô cùng lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng, các phúc lợi xã hội hay là dịch vụ xã hội thiết yếu như là y tế, giáo dục ở nước này. Thưa quý vị, Arcturus là một chủng mới của biến thể Omicron đã được Tổ chức Y tế Thế giới chỉ định là biến thể đang được theo dõi. Arcturus hay là XBB.1.16 lần đầu tiên được phát hiện trong một mẫu nghiên cứu từ tháng 1 và hiện thì đã được ghi nhận ở 29 quốc gia. Vậy thì Arcturus có làm cho Corona virus trở nên nguy hiểm hơn hay không? Mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về chủng mới này. Omicron theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể đang được theo dõi được coi là ít gây lo ngại hơn, dự đoán là có khả năng lây truyền cao hơn. Tại Ấn Độ, COVID-19 được xác định là bước vào giai đoạn đặc hữu, nhưng số ca mắc mới lại đang trên đà tăng mạnh với gần 8.000 ca mỗi ngày. Đáng chú ý là tỷ lệ bệnh nhân nhiễm Acrotus hay XBB.1.16 đã tăng lên 35,8% vào tháng 3, từ mức 21,6% vào tháng 2. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 thấp và được dự báo là sẽ tiếp tục ở mức rất thấp. Arcturus đã thay thế các biến thể khác ở Ấn Độ, nhưng chúng tôi chưa thấy sự thay đổi nào về mức độ nghiêm trọng ở các cá nhân hoặc nhóm. Bộ Y tế Ấn Độ yêu cầu các bang đẩy mạnh xét nghiệm gen và tổ chức các hoạt động diễn tập ở bệnh viện để ứng phó với biến thể mới. Một số bang quay lại áp dụng việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản hay Mỹ cũng đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại trong thời gian gần đây. Chủ yếu do Arcturus, đến cuối tháng 2, chủng này chiếm 0,21% các trường hợp trên toàn thế giới. Một tháng sau, con số này đã tăng lên 3,96%. Arcturus có thể sẽ trở thành biến thể thống trị trong một thời gian ở Ấn Độ, Mỹ, châu Âu và hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng hiện nay tôi chưa thấy nó làm gia tăng các ca nhiễm trùng nghiêm trọng hơn những đợt lây nhiễm trước đây. Arcturus là một trong bảy biến thể mà WHO đang theo dõi. Chủng này có thêm một đột biến protein gai. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, chủng Arcturus làm tăng tốc độ lây lan, có thể làm tăng cả độc lực. Nhiều người nhiễm biến chủng mới cho biết họ bị viêm kết mạc và dính mắt. Điều này chưa từng xuất hiện trước đây. Chúng ta phải để mắt tới nó. Khi một biến thể mới phát sinh, bạn phải tìm hiểu xem nó có khả năng lây nhiễm cao hơn gây bệnh nhiều hơn không. Những điều này làm nổi bật tầm quan trọng của hoạt động giám sát gen, nhưng rất nhiều quốc gia dường như đã có dấu hiệu nới lỏng cảnh giác. Kết quả nghiên cứu của Đại học Tokyo, Nhật Bản phát hiện Acrotus lây lan mạnh hơn gấp từ 1,17 đến 1,27 lần so với biến thể XBB1 và XBB1.5. Đó là lý do các nhà nghiên cứu cảnh báo về nguy cơ xảy ra làn sóng COVID-19 kế tiếp trên toàn thế giới trong tương lai gần. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động. Tiếp theo sẽ là cụm tin vắn đáng chú ý. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde vẫn bày tỏ sự lạc quan về đà phục hồi của kinh tế toàn cầu, dù Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng kinh tế thế giới sẽ suy thoái nhẹ trong năm nay. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB thừa nhận cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, sự bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ và Thụy Sĩ cũng như tình trạng lạm phát tăng cao là những yếu tố gây bất ổn cho đà phục hồi này. Theo các chuyên gia kinh tế, vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank hồi tháng 3 vừa qua vẫn làm gia tăng lo ngại về khủng hoảng tín dụng. Theo tính toán, giá bữa ăn tại nhà hàng đã tăng 8,8% trong 12 tháng qua, tăng tháng thứ ba liên tiếp và cao hơn 0,6% so với tháng 2. Đây có thể là một dấu hiệu xấu đối với ngành công nghiệp nhà hàng của Mỹ vốn đã gặp khó khăn khi người tiêu dùng hạn chế ăn ngoài nhằm tiết kiệm tiền trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Nhiều nhà hàng gần đây đã tăng giá để tránh giảm tỷ suất lợi nhuận. Tuy nhiên, cũng có thể do giá thực phẩm tại các trường học bắt đầu tăng trở lại do chương trình ăn trưa miễn phí trong đại dịch COVID-19 đã hết hạn đã làm xáo trộn những chỉ số tổng thể. Bộ y tế Thái Lan cho biết trong tuần từ mùng 9 đến 16 tháng 4, nước này ghi nhận 435 ca mắc mới COVID-19 phải nhập viện, tăng 2,5 lần so với tuần trước đó. Trong số ca nhiễm mới này, có 30 bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi và 19 người phải sử dụng máy thở. Cục kiểm soát dịch bệnh khuyến nghị tất cả các nhóm có nguy cơ cao cần tiêm mũi nhắc lại càng sớm càng tốt. Bộ Y tế Thái Lan sẽ điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo đó sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm nhắc lại giống như các mũi tiêm phòng cúm theo mùa bắt đầu từ tháng tới thưa quý vị ngày nay thì rác thải cũng là nguồn tài nguyên quý giá thay vì vứt bỏ chúng được tái chế để phục vụ cho cuộc sống của con người và điều này thì không những là giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế hãy cùng chúng tôi tới với jordan để thăm một nhà thiết kế trẻ người đã biến rác thành vải sinh học và chiêm ngưỡng những sản phẩm đầy thú vị của cô ấy Batu Arashdan, 28 tuổi, đã biến rác thải của mọi người thành những món đồ thời trang lạ mắt. Cô gái này sử dụng vỏ của các loại củ quả như hành tây, quýt, cam, xoài và kiwi để sản xuất quần áo, phụ kiện từ vải sinh học được tạo ra từ những rác thải tương trưng như chỉ để đổ bỏ này. Tôi thu gom rác thực phẩm như vỏ hành tây. Tôi kết nối với những người bán rau để thu gom rác thải và từ đó tôi tạo ra vải sinh học. Sử dụng máy in 3D, Arashdan đã tạo ra một chiếc váy rất ấn tượng bằng vải sinh học, mô phỏng muối của biển chết. Arashdan đã từng học kiến trúc, nhưng đã bỏ công việc này để theo đuổi đam mê với việc chế tạo những loại vật liệu riêng để thiết kế thời trang. Bởi cô biết rằng ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn. Chúng ta đều biết rằng rất nhiều loại túi nhựa hiện đang được sử dụng. Ngành thời trang cũng sử dụng nhiều loại vải ni lông, và điều đó rất có hại cho môi trường, đặc biệt là khi con người chúng ta đều đã có quyết định cần loại bỏ chúng. Tôi quyết định sử dụng rác thải thực phẩm để tạo ra thứ gì đó tương tự như nhựa nhưng có thể phân hủy. Arash Dan cho biết cô đặt mục tiêu sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và coi thời trang là phương tiện để nâng cao nhận thức về các vấn đề gây ô nhiễm hệ sinh thái. Quần áo thông thường sử dụng nhiều hóa chất trong sản xuất, trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường lớn thứ hai toàn cầu. Nó thậm chí gây ô nhiễm nhiều hơn cả ngành hàng không và giao thông vận tải cộng lại. Có thể thấy cùng một loại chất thải, nếu được xử lý đúng cách, chúng có thể mang lại nguồn lợi cho con người. Ngược lại, nếu không được xử lý tốt, chúng sẽ khiến môi trường ngày càng ô nhiễm, đe dọa đến cuộc sống của con người và hệ sinh thái trên trái đất. Việc xanh hóa chuỗi cung ứng cho ngành thời trang, may mặc thực sự là một vấn đề lớn cần được nghiên cứu và xử lý sớm. Trong quá trình đó, những sản phẩm hữu ích như vải sinh học của nhà thiết kế Batu Arashdan là một sáng kiến giúp tái sử dụng chất thải, mở ra một lối đi nhiều hứa hẹn cho ngành công nghiệp thời trang và góp phần bảo vệ môi trường. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thế giới chuyển động hôm nay.